Dạ, nhưng mà con muốn tỏ hết cái lý do cái thể nghiệm được không sư phụ? Ok. Dạ, trong thiền của con á, thì con ngồi thiền con tự nhiên con thấy mặt trăng lưỡi liềm chói xuống dưới cái biển, xuống dưới biển á, thì nó hóa ra thành hai con rồng, mà rồng sao sao con thấy cái nước nó chớp 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 mà nó hóa ra cái màu vàng có cái màu trắng với xanh mà nó xanh trong lắm, rất là đẹp. Thì lúc đó con mới chạy ra đi thẳng tuốt ra ngoài cái cù lao á, con đi coi, con coi cho đã đợi cái con trở vô cái ủa sao hồi nãy cái đường mình đi bây giờ cây cối nó khác hơn rồi không biết đường về. Con mới đi là vòng 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 hồi cái con gặp hai ông, một ông á thì ông lấy một cây cây sắt thật là to, ông cứ mài hoài mài quỷ tụi nó xin lỗi ông mài cái đó là ông mài để làm chi vậy, tôi mài tôi làm cái kim, có suy nghĩ hoài một cây sắt cả bằng bắp dế mà ông mài thành cái kim. Cái sau con bỏ con đi lại kia cái ông kia ông lấy một cái tảng sắt thật là lớn, ông mài tôi hỏi ông mài chi mà mày bằng trong mài làm cái dao à, tôi nói à tôi biết rồi, như vậy là sư phụ dạy mình cố công mài sắt có ngày nên kim, con nhớ câu đó hả. Cái con đi nữa, con đi tôi nói ủa sao mà lại dẫn cái đường này lạc kỳ vậy, tôi nói cũng đường này khác đi đi hồi cái qua bên kia cặp cù lao bên kia thì có gặp năm ông, một ông thì đứng ngay cái giữa biển rửa giữa đúng biển mà ông đứng cái hình đứng hình đen thui à. À dạ rồi cái ông cứ bay riết chạy sát lên tôi, nó cứ chờ cậu nãy giờ đây. Dạ thưa ông tôi đi lạc đường mà sao mà không có biết đường về mà tại sao ông chờ tôi. Nó không đi đây đúng rồi đó, cái bốn ông á thì ngồi ở dưới cái hầm á, nói ở đây là cái bẫy nè, ông lại ông bước ngay cái nắp hầm đó đó thì ông đi, thì con lại cũng bước cái nắp hầm đó cái cứng ngắc à, tôi nói ông nói dậm cho cứng cho mạnh á, dậm lần thứ nhất nhất lần thứ nhì qua lần thứ ba cái bẫy hầm sụp xuống, bẫy hầm nó sụp xuống rồi thì con mới lọt xuống tuốt dưới cái bước lên cái thuyền rồng. Cái thuyền rồng á thì vừa đứng ở trên cái thuyền rồng thì cái ông đứng ở ngoài đó tự nhiên ông bay triết sát là tôi, thì cái mặt ông sáng quá con không có nhìn được cái cặp mắt, bởi vì sư phụ thường thường giảng là khi nào muốn thấy người đó phải nhìn rõ cặp mắt, nhưng mà cái tướng đó là mới vừa cái tướng đó thì hồi đó con thọ pháp đó sau khi xả thiền xong đó sư phụ có chuyển mình qua những cái thế cho nó chân tốt đó thì nó y chang như vậy. Con nhớ trực lại cái vụ đó tôi nói rồi đúng rồi. Cái thì con đứng trên cái thuyền đó nó nói bây giờ tôi dẫn cậu đi, chỉ có một mình cậu thôi. Cái con nhớ trực lại nó nói ủa con đi như vậy con sung sướng quá rồi bị bỏ lại bao nhiêu người nữa, nói đau khổ quá. Cái con phân khóc, ông nói không sao, để đó có phần của chúng tôi, bây giờ ông cứ lo ông đi, hỏi gì cho ông đưa tôi đi đâu thì ông đi tuốt với cái hầm tối nó đi riết bài. Tôi nói ở trước cái thuyền rồng đó thì nó màu vàng kim nhưng mà ôm một cái trái châu lớn lắm, ngậm cái miệng mà nó hòa ra thành cái đèn mà bay riết thẳng qua tới bên kia thì dòm thấy cái cảnh bên kia, sao thấy ngôi sao không à, nhà là thành ngôi sao trắng trong vậy đó, xanh vậy đó, ngôi sao không. Tôi nói ủa sao lạ vậy, nhà thì nhà vuông tròn méo gì xéo xéo sao mà ngôi sao không năm nhánh không, từng lớp vậy. Rồi cái tôi mới bước lên trên bờ thì tôi thấy đất trình chứ sao bước lên trên là vàng không à. Vừa ngã té thì nắm cái cây cũng là vàng nhưng mà vàng nó mềm chứ không phải nó cứng. Hiểu. Đó. Rồi khi mà con bước lên tới đâu á thì cái cục đá đó nó trở thành hào quang sáng ra. Mới làm thấy đường mà đi không thấy tối. Vô trong thì thấy trên là nhà lầu á, nhà lầu trong ngôi sao không à. Rồi tôi mới hỏi về mấy ông cho tôi đi là cho tôi trở về hay là tôi ở luôn. Ông nói không đi cho biết vậy thôi. Rồi con mới hỏi cảnh là thế nào thì trong tâm lúc đó là con niệm năm vị Phật dữ lắm, niệm sư phụ nữa. Niệm càng ngày là càng rõ nữa. Tôi nói ủa lạ. Như vậy là đúng rồi. Nó cái mà tự nhiên ở trong trí nó nói rõ rõ ràng ràng là lưu ly quang cảnh vậy. Nhưng mà trong cái lúc mà cái người đứng ở giữa biển đó lại nói bây giờ tôi cho ngươi biết bây giờ ngươi từ đâu đến và đi về đâu thì có bốn chữ nổi ra liền. Con xin lỗi sư phụ vì bất tiếc con không có viết sẵn ở đây thành thử ra con muốn nói luôn hay là sư phụ cho con cái viết. Ngươi viết dạ bác lên đây bác nói được rồi khỏi viết cho để nó ấm ức mai mốt chết rồi không biết sao nói với ai mà viết cũng được vậy nè. Đây nè. Thôi đừng dòm, mấy người nhắm mắt lại. Chuyện bí mật nhà người ta nói thiệt á. Nhắm mắt lại.
Riết không được hả ba? Không cho coi đừng dòm lén nhau, ăn cắp nhau, ăn gian. Rồi. Cho coi không bác? Cho tôi coi không? À, cảm ơn bác. Mấy người không có được coi, đi chỗ khác chơi. À, ok là. Đây là cái cảnh của bác nè, cái cảnh này là cảnh đây đó hả? Dạ, cái đó cho con cái chỗ đó là cái chỗ gốc con sanh ra. À, vậy đó. Dạ, cho con chỗ gốc sanh ra. Ừ. Ok, rồi sao? Rồi đó là con muốn hỏi sư phụ cái đó đúng hay sai vậy? À, đúng. Dạ, vậy con đỡ ơn sư phụ. Con nhiều, con nhiều thể nghiệm lắm. Thôi kể ra mà. Thôi xin sư phụ. Bác về viết sách đọc chơi. Nhiều bác viết hai ba cuốn sách cũng được, đọc nó mới công ha. Bác viết ra đọc chơi bác. Hả? Hả? À, bác nói cũng còn dở. Cảnh giới đẹp đẽ mà bác nói là giống như cái chuyện của mấy ông Hồng Kông đó, đóng phim á. Xẹt xẹt rồi sao. Nói lăng nhăng không có được gì hết trơn. Nhưng mà cũng được. Tức là người mà đi qua rồi thì họ biết hả? Mọi người nào chưa qua rồi nghe bác kể rồi chán tu lắm, không phải có. Đi lên đó không chẳng được gì. Thấy mắt sáng rồi ngôi sao rồi vàng rồi này kia. Nhớ nhớ cảnh Đức Phật A Di Đà không? Nói là cây cối cũng bằng vàng, bằng lưu ly này kia đó, nhà thì ở trên không trung á, làm bằng ngọc ngà vậy đó. Đại khái nó giống vậy, mỗi cảnh giới nơi khác một chút vậy đó. Thôi à, tôi mới gạt bác ha. À, có ha, nói gì có nấy ha. À, gạt bác làm chi, già rồi. À. Mấy người trẻ ráng nghe lời bác Hải không? Ông già rồi mà còn nghe là nghe được vậy đó ha. Mấy người trẻ nó ngoan cố. Thôi cảm ơn bác ha bác. Dạ. À, không có chi đâu bác. À, tại bác tu hành giỏi rồi bác lên cảnh chừng nào mà tôi lên cũng được bác kéo lên chút nha bác. Nhớ nha bác ha, bác lên nó dòm xuống thấy bà Hải chạy lang thang như này kéo kéo chút nha bác. À, ok. Ừ. Thế nào nữa? Yeah, over there, please. Con kính chào sư phụ. Con xin, con không có gì để hỏi sư phụ, nhưng mà con xin cảm ơn sư phụ. Là năm vừa rồi. Thôi đợi đợi chút. Bác không có trồng răng hay sao? Không có tiền trồng răng hay sao? Có ở nhà hả? Dạ có đây, mà con sẽ mơ bị con rửa đó. À đúng rồi, không sao. Ok, ok, ok. À, dạ. Ok, vậy tốt. Tại sợ bác không có răng, ăn uống không có được tốt vậy đó. À, thôi không sao, có được thì thôi, ok. Dạ. Con kính chào sư phụ, con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều. Năm ngoái chồng con bị bệnh ung thư tai mũi họng. Cũng nhờ sư phụ gia trì cho mà bây giờ chồng của anh đã khỏi và cũng thi thiền. Đâu, đâu? Dạ đeo kính đó. Hai ba ông đeo kính rồi biết ông nào. Ok. Và đến bố chồng con ở Việt Nam mà cách đây 3 tháng anh chồng con có phôn sang là bố chồng con bị bệnh ung thư dạ dày. Bệnh viện trả về chỉ chờ chết thôi mà đau đớn lăn lộn lắm. Xong phone sang cho chúng con. Nhưng mà chúng con thì không có về được. Thì chúng con chỉ cầu nguyện sư phụ gia trì cho như thế nào tốt cho bố con sư phụ gia trì. Thì được 2 tuần sau rồi bố chồng con không có đau đớn nữa mà đi lại được, ăn uống bình thường được, đi chơi được. Nhưng bây giờ bố chồng con cũng qua đời một cách dễ dàng cách đây 2 tuần. Con xin cảm ơn sư phụ. Và con còn một đứa con khoảng 10 năm tuổi, nhưng nó cũng là đồng tu, nó cũng thọ tâm ấn 2 năm rồi. Thì cái mắt bên phải của nó từ lúc nhỏ mà đi nó bị sưng lên. Nhưng mà bao nhiêu bác sĩ không có dám mổ cho nó vì ở chỗ mắt rất là quan trọng. Nhưng mà đến bây giờ tự nhiên vì cái mắt nó cứ bị sưng lên, cứ gió hay là lạnh cái nào nó sưng lên. Cứ 2 ngày nó lại ốm một lần, xong bác sĩ cho phép mổ.
Thế là bây giờ chúng con cầu nguyện sư phụ cách đây hôm mùng 9 tháng vừa rồi đấy. Thì con sợ chúng con không có đi kịp đi thiền tứ vì nó rất là nó mới mỏ. Chúng con cầu nguyện sư phụ gia trì cho để cho nó đỡ đi chúng con được đi dự thiền tứ đợt này, nhưng mà sư phụ gia trì cho mỗi ngày trông thấy nó mà khác hẳn. Nó đỡ mà nó không thấy đau đớn gì, nó cứ về nó kêu bảo là các anh các chị làm sao mà em không thấy đau cái gì cả. Chúng con chỉ biết nói là đấy nhờ sư phụ gia trì cho con chịu khó tu hành. Con xin tội hơn sư phụ rất nhiều, còn chúng con không biết nói gì. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Có người nào có thí nghiệm nhiều nhiều giống giống vậy nói ra đặng chị hai mở phòng mạch cho nó lẹ. Mở phòng mạch vừa người ta được đội ơn mà lấy tiền rồi sướng làm nghề thầy này chán lắm một. Người ta phê bình tới lui lung tung hả? Người thương người ghét lộn xộn. Kính thưa sư phụ, con từ Poland qua đây mà có một mình cho nên là con nhập ở đâu vào. Ở đâu? Thưa sư phụ, Poland ạ. À? Poland. Ông Poland nhiều người tu lắm cô, nhiều người Poland á. Thưa sư phụ, đến bây giờ là được 50 đồng tu tất cả. Con có một cái thắc mắc là trong trong khoảng 3 tháng nay thì mọi khi con thiền rất là tốt, nhưng mà 3 tháng nay thì cái việc thiền định của con vẫn tiến hành rất là bình thường, nhưng mà con gặp rất nhiều những phiền não, con không biết lý do làm sao. Thì con cũng muốn hỏi ý kiến sư phụ xem là tại sao mà lại mình những tháng trước kia thì mình không có bị như vậy, nhưng mà 3-4 tháng nay thì nhiều những cái chuyện phiền não nó đến rất là dồn dập. Thì mình không hiểu là mình nghiệp chướng hay là mình tu sai hay là mình như thế nào. Tháng sau là cô sáng nhẫn nại, mai mốt là qua. Đời người như một dòng sông á, nhiều khi chảy qua ngang qua bãi cát trắng phao phao, nhiều khi chảy qua ghềnh đá chập trùng, nhiều khi chảy qua những cái đồi núi đó, không có đường đi, phải lách ngang lách dọc hoặc là phải chảy xuống phía ngầm phía dưới đất á, thì nó đen tối như vậy rồi mai mốt nó cũng ra thông suốt hả. Ráng tu hành cho nhiều thêm, lúc nào cũng cầu nguyện bên trong hả, cầu nguyện sư phụ gia trì bên trong, với lại niệm năm vị cho nhiều nhiều hả. Ok, mình coi sóc đồ ăn đồ uống của mình có nó, cho nó có sạch sẽ hay không, hoặc là nhiều khi mình nhiều khi trong đầu óc mình á, hoặc là trong cái hành động của mình có phê bình trách cứ người nào quá đáng á, mình kêu bằng mình trách móc người ta, hoặc là mình phê bình người ta, mình chê bai người nào đó, nhiều khi những cái sự đó nó oan ức á, nó cái nhân quả đó nó đập lại cho mình. Đây. Thì quý vị mỗi ngày phải ráng giữ thân khẩu ý là nó như vậy, đừng nên nghĩ xấu về nhiều người khác. Nhiều khi dầu cho cái sự thật nó có xấu đi nữa, mình chưa chắc nó phải là như vậy, nhưng cái đầu óc mình nó gạt mình ghê lắm, nghĩ đông nghĩ tây lung tung, chuyện không có làm là có. Nước lã khuấy nên hồ, rồi mình dòm người này mình thấy hành động gì, mình dòm người kia mình thấy hành động gì, cái gì cũng trước mắt á, rồi mình nói ra, hoặc là mình phê bình, hoặc là mình nói hành nói tội, hoặc là mình nghĩ trong đầu óc quá. Thì nhiều khi những cái đó nghiệp chướng nó trở lại với mình, thật hay không thật vậy nó cũng trở lại. Oan ức người ta thì nó trở lại còn nhiều, mà không oan ức thì nó những cái tật xấu của họ nó cũng ô nhiễm cho mình hả. Quý vị đang giữ gìn, những khi nào mà những người đó không có quan hệ gì tới mình á, thì đừng có nên để ý tới hành động, lời nói và những cái việc làm của người ta ha. Rồi, ok. Có nhiều trường hợp, có nhiều rất nhiều cái cạm bẫy để cho mình mắc phải lắm hả, nhiều cái thử thách để cho mình tu hành nó chậm chạp như vậy đó. Nhiều khi những người đó hồi trước có liên hệ hệ gì với mình đó, hoặc là nợ nần gì người ta, tự nhiên người ta xuất hiện trước mặt mình đó, nhẽo tới nhẽo lui để cho mình phê bình chơi. Cái hồi phước báo của mình chia cho họ một mớ, chia rồi bả lãnh rồi cái bả đi, còn mình nghèo xác sườn. Thí dụ vậy đó hả, mà thôi thì kệ đi, cho người khác lãnh cũng được ha, nhưng mình ráng giữ gìn được chỗ nào hay chỗ đó nhé. Nếu khi nào quý vị tu hành mà chậm chạp xuống, tự nhiên thối bộ đó, thì phải nghĩ lại coi mình có làm những cái gì mà không nên làm hay là không. Mà nghĩ không được thì thôi dẹp đi, thôi kệ đi, tiến thì tiến, lùi thì lùi, mình cứ ráng mình làm mỗi ngày hết bổn phận, hết cái thì giờ tu hành của mình, hết sức mình thì thôi nhé. Chứ cũng đừng ngồi đó mà than phiền quá, kêu bằng nếu mà cái
Nếu mà cái hoàn cảnh của mình mà có thể cải biến được á, thì mình tìm cách mình cải biến. Đó. Còn nếu không cải biến được thôi thì mình để nhẫn nại hồi nó cũng qua, nó cũng như khúc sông nó đi qua khúc khác. Đó. Ok hả cô? À, câu hỏi thứ hai con muốn hỏi ý kiến sư phụ là thí dụ trường hợp mình tu hành, mình quan hệ với những cái người mà họ không có tu ấy, họ không có tâm ấn mà họ còn ăn mặn nhiều. Thí dụ mình có những công việc mình phải tiệc tùng mà mình có một góc mình ngồi ăn chay, còn đa số về phía bên kia là đồ mặn. Hoặc là người ta nấu cho ăn hay là cô nấu? Dạ, thưa sư phụ là trong cái bữa tiệc đó thì người ta nấu à, thì không sao đâu. Dạ. Okay. Hoặc là mình đi cắt tóc ở ngoài tiệm, hay là mình quan hệ với những cái người mà người ta không tâm ấn ấy. Thì cái đó nó có ảnh hưởng nhiều đến cái việc tu hành của mình hay không? Cũng có ảnh hưởng chút chút. Mà thôi mình đâu có tránh được hết đâu. Còn mấy cô vô trong Hy Mã Lạp Sơn ngồi đó trong góc một mình đi. Hả? Chứ giờ làm sao? Mình đi đâu cũng đụng ta à? Đi xe bus, đi xe điện hả? Đi cine, đi cắt tóc, đi ăn nhà hàng, đi lên máy bay lại đây thăm bà Thanh Hải cũng bị đụng mấy người ăn mặn xung quanh hết. Chưa? À, đi ông luật sư, bà luật sư ấy đừng có dòm tôi. Tại bữa hôm trước ốm, bữa nay mập. Hôm qua thấy vẻ hình mập quá trời, mình cũng phải catch up with it đó. Ăn quá trời, mập quá trời. Rồi sao? Vậy thôi, còn đẹp hả? Thì cũng được, được. Không tới nỗi nào. Ráng cho bằng quý vị chứ, người nào nấy cũng đẹp như vậy, tôi thấy mắc cỡ mồ. Đâu, người nào đâu? Dạ, thưa sư phụ, con xin cảm ơn sư phụ. Cách đây 4 tháng á, con gặp một chuyện rất là đau lòng xảy đến cho con, mà nhờ ơn sư phụ con thoát được. Con có tiệm vàng sư phụ, mà bọn cướp nó tới, nó lấy hết sạch, không còn cái gì hết sư phụ. Xong con không biết cầu xin ai hết, còn cầu xin sư phụ mà lúc đó con chưa thọ tâm ấn. Ê, chị con á thì thọ tâm ấn rồi, nên chị con mới cầu xin sư phụ lên thiền đường á. Chị con cầu xin sư phụ thì chị con nói chi là cứ thấy hai cái vali nó nhảy múa trước mặt xưa chị con. Cái chị con mới nói thế nào sư phụ cũng cho mà lấy lại được. Cầu xin sư phụ. Lấy lại được vàng đó dạ, sư phụ. Kê xong kê cầu xin là sư phụ là cho cái bọn cướp á, bọn ăn cắp của con nó đem tới chợ của chị con nó bán, mà đúng thiệt. Nó đem tới chợ chị con nó bán. Xong chị con nhận ra được hàng của con, xong cái kêu cảnh sát bắt nó được. Lấy lại được thì xong chồng con thì không có tin, nhưng mà chồng con nói nếu mà nghe chị hai con nói là nếu mà lấy đúng được hai vali chồng con sàng chạy. Cái đúng hai vali đem ra cái chồng con sàng chạy luôn. Vậy hả? Dạ. Chưa. Nhưng mà có một cái là sư phụ, chồng bà mắc quá và hai vali vàng. Nhưng mà có một cái là sao mà khi mà con cảm ơn cái ông cảnh sát ấy, thì ông nói là cái chuyện này hy hữu lắm, trong một năm nay 200 vụ cậy tôi sát vậy mà không có bắt được, chỉ có mình con là bắt được thôi. Thì chị con nói là tại vì tôi có master cứu á. Nhưng mà sao ông mới nói chứ lúc mà nó lấy của con tất cả khoảng 5 vali mà chỉ lấy lại được 2 vali thôi, còn 3 vali nữa thì bọn nó khai cái bọn khác nó còn giữ, nhưng mà ông quan tòa ông lại không cho xét nhà tụi nó để lấy lại. Rồi sao? Con không biết làm sao đấy, là tại cái nghiệp của con còn mắc nợ nó từ kiếp trước, nên kiếp này con phải trả, con không biết. Không biết thôi. Hai cái là được rồi. Dạ thì con cũng nhờ cái đó là con mới có thể tiếp tục cuộc sống chứ không thôi không biết làm sao. Mai mốt sẽ lấy lại không sao. Dạ. Cái nghiệp trước đưa cho nó lấy đi, rồi chết luôn. À. Không sao đâu, bây giờ ông xã cô ăn chay rồi, phải không? Cô được truyền tâm ấn rồi, cái này còn quý hơn vàng. Hả? Nhiều khi mình phải trả giá. Hồi xưa người ta trả giá nhiều hơn như vậy nữa, kiếm không ra thầy để học đó. Hồi xưa có nhiều người người ta khai ngộ đến mức cái ông kia kêu bằng là ông Phận Chùa à, tại tiếng đầu nó ông Bành Tử gì đó ha, ông gặp được Minh Sư hả, ông nghe nói con câu rồi ông, tiền bạc tài sản là thuốc độc, có nhiều đó ông về ông xách hết tài sản, bán hết vàng bạc lấy hết, đem là gom ra một chiếc thuyền bự chở ra biển, tính thảy xuống biển đổ. Nghe thầy nói con câu vậy làm liền, không phải ông thầy biểu về đổ mà ông nghe nói là thuốc độc đó, làm cho cản trở đường tu hành mình đó. Thì cũng như nhiều khi chị hai cũng có giảng chỗ này chỗ kia đó,
hỏi về tiền bạc, mấy người nào ham tiền ham bạc quá thì chị Hai cũng nói vậy. Chứ thật ra mình phải có, những người khác thì chị Hai nói phải làm có tiền có bạc mới được, tùy theo mỗi người phải không? Cái tâm lý mà chị Hai trả lời khác nhau chứ cũng nguyên một câu à. Ví dụ vậy đó, thì không nghe được có một câu đó, không về cũng xách vàng bạc tài sản bỏ trên thuyền trở ra biển, tính thảy biển đổ xuống biển, gặp 500 tên cướp. Tính cái thuyền ổng muốn lấy hết tài sản của ổng, không ngủ cũng cười hề hề. Cái mấy cái đứa nó lấy lẹ giùm đi. Mấy ông tên cướp lạ quá, nó thường thường á, tụi tôi mà đánh cướp ai thì người ta khóc la năn nỉ dữ lắm, nghĩa là tánh mạng người ta cũng không sợ nữa mà nhào vô để mà lấy tiền vàng bạc lại. Mà sao lấy của ông cười cười rồi ông còn biểu tôi lấy lẹ nữa, sao kỳ vậy? Cái ông đó ông mới kể cho mấy tên cướp nghe là thầy thầy tôi nói tiền tài sản là thuốc độc mà tôi tính tôi đem đổ ông biển, mà mấy ông cũng muốn lấy thuốc độc làm chi, thì thôi mấy ông muốn lấy thì tùy mấy ông á. Cái mấy anh tên cướp thấy nói vậy đó, biết người này là thánh rồi, không mới mới mà khai ngộ tới mức mà thầy nói một câu cái đi làm liền à, không có cái lưu luyến vàng bạc gì nữa, không. Vậy mấy ông tên 500 tên cướp luôn quy hàng luôn, đi theo ông này đi tu luôn. Cái ông này cái đem cái tiền đó về đó xây nhà xây cửa xây chùa cho 5 vị đó ở tu hành, à 5 vị đó thành 500 vị a lô hán luôn. Thành ra cái tiền bạc đó, nó không có quan trọng như vậy đâu. Nhiều khi nó rất là quan trọng, nếu mình được thì tốt, còn không được thôi chứ cũng đừng có buồn bã chi nhiều mà nó hại tới thân thể sức khỏe và hạnh phúc của mình. Thì chị thấy có hai vali là biết trời cho có hai cái rồi, thì mình lấy hai cái được rồi, ok ha. Không mà chắc tại bả ngồi thiền hơi ít á, bả ngồi thêm chút nữa chắc ba cái nó ra luôn. Tại cái tivi bả nó nhỏ mà có hai cái thôi, lát hai cái ba cái nữa ra, tại bả quên bả đi về thấy hai cái mừng quá chạy mất tiêu rồi. Ha thôi kỳ sau